Bây giờ ai cũng cho rằng tôi là thiên sứ. Gọi tôi trở lại cái vị trí, không phải muốn giết tôi hay sao? Tồi tệ nhất là mình cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Lên được tàu rồi mới tính sao. Anh có nghĩ qua là giết luôn tôi rồi đi lấy tiền thưởng không? Có nghĩ qua, nhưng tôi sợ đánh không lại anh thôi. Con người của anh cũng được lắm, không thích hợp làm mấy cái nghề này đâu. Làm gì vậy? Tặng cho anh. Cái này không phải là kỷ niệm gì đâu hả? Cái gì chứ, chút quà mọn thôi mà, không phải tặng khơi khơi đâu. Săn sóc con gái của tôi giùm tôi. Anh cũng biết, đứa con gái của tôi, con trai nào thấy nó cũng thèm hết. Cái gì? Coi như kết nghĩa đi, tôi cho nó làm má nuôi của anh. Không cần kết nghĩa, tạm thời tôi sẽ săn sóc cổ giùm anh. Tạm thời cái gì? Chuyện trên đời này khó nói kìa lắm. Cầm lấy để phòng thân. Con người của tôi không có bạn bè. Anh là người bạn duy nhất của tôi. Lấy đi. Thôi đi đi. Đi trước đi mà. Đi đi. Để đây. Chuyện gì vậy? Tôi kiếm bộ đồ trong nha. Ê, cho mượn bộ đồ một chút nha. Quen với ba tôi bao lâu rồi? Không có lâu lắm. Vậy chắc anh là tham ô. Tại sao nói vậy? Ba tôi không có quen ai là tốt đâu. Gần đây mới quen danh phú, còn quen được với người cảnh sát. Cô đi hỏi ông đi. Ông tới kìa. Con của anh cũng an toàn lắm mà, còn đang nhảy đầm nữa kìa. Tới bắt tôi cũng không chừng. Anh qua giải quyết hắn đi, tôi muốn nói vài câu với con tôi. Làm sao giải quyết đây? Thì mời hắn nhảy đầm, bước ba bước một bước chậm và được rồi. Tôi không biết. Ba, anh nói muốn học nhảy đầm đó mà, kêu chú này dạy anh đi. Giới thiệu bạn của con cho ba biết đi. Hình như con chưa thấy ba mặc bộ đồ này. Có đẹp không? Hơi lâm trọng chút. Thiệt hả? Không phải, nhưng mà không thích hợp với ba. Không thích hợp là con đó. Con thì cao nhồng, còn ba thì lùng tịch. Không phải anh tới bắt ảnh chứ hả? Tôi nhận được tin có lẽ lỗi chỉ là thiên sứ xí. Tôi sợ con gái ông xảy ra chuyện. Ông vô tội mà. Tôi không muốn lợi dụng con gái của ông để uy hiếp ông. Anh là thiên sứ xí. Nếu như không, làm sao anh biết được ông vô tội? Tại sao anh nghĩ vậy? Bằng trực giác. Vậy anh giết tôi đi. Anh có thể lấy được 1 tỷ mỹ kim. Tôi cũng muốn, nhưng rất tiếc với anh rồi, tôi không thể nhận tiền được.
Bởi vì không có ai tin tôi. Hay là anh đổi nghề đi, bởi vì anh không thích họ làm sát thủ. Kìa, bác trai, à, mới tới rồi hả? Alo, đúng. Theo anh. David. Bác trai à, tự nhiên nha. Ba, bác Lưu. À, chào bác, là cô Kỳ. Ờ, chào cô. Hello. Kỳ à, bác Lưu có hứa là tuần sau có thể chính thức làm việc ở văn phòng luật sư của bác. Cảm ơn anh giúp cậu. Cảm ơn. Chỗ em là bây giờ, không có được đâu ạ. Cô Kỳ à, lần này chúng tôi nể mặt David cho nên phá lệ thôi. Ai kêu tôi còn mang ơn ba của cậu chứ. Ây da, anh đừng nói chơi nữa mà, thiệt tình. Bác Lưu, chứ nghĩ ơn của bác thì để dành lại trực tiếp trả cho bác Hồ đi. Chứ định là làm việc ở mấy văn phòng luật sư nhỏ trước. Ha, tuổi trẻ rèn luyện cũng đúng mà. Ê, cậu không nể tình, vậy chúng ta hãy ngồi xuống uống rượu nha. Không sao, không sao. David. Ba. Giới thiệu đi. À, ba, đây là bác Nhạc, là ba của em Kỳ. À, ông Nhạc, chào ông. À, hân hạnh. À, có nghe David nói anh làm nghề vận tải hả? Tôi không phải làm nghề vận tải. Dạ phải, lúc trước bác trai làm nghề vận tải, còn bây giờ làm việc không vận. Không vận, không vận cạnh tranh lớn lắm đó nha. Dạ phải. Tôi đâu phải làm không vận. Tôi chỉ là một tên ma cô câu lưu thôi. Ba. Con à, ba không muốn nói láo nữa. Bây giờ con gạt được người ta, sau này bị người ta biết được thì con sẽ càng khổ hơn đó. Con có thể giận ba, nhưng mà con yên tâm đi, đây là lần cuối cùng. Ba chỉ hy vọng trong tương lai con trở thành luật sư xuất sắc nhất, để có thể nở mặt mày. Ông Hồ, ông yên tâm, xưa nay con gái của tôi không thích tôi làm những việc này. Tôi nghĩ chúng ta không gặp nhau nữa đâu. Không làm phiền ông. Ba. Muốn bắt muốn còng tùy ông. Hy vọng là ông coi chừng con gái giùm tôi. Tốt nhất là hai người kiếm chỗ trốn đi. Chuyện này không bao lâu sẽ được giải quyết. Trốn được bao lâu? Tôi chỉ sợ chúng tôi không lấy được 1 tỷ đó thôi. Mình đi. Đi đâu? Đi kiếm ông Quỳnh Lý số tiền đó, nói cho rõ ràng. Chưa chắc người ta tin mình đâu. Nếu như ông không tin thì chết chắc. Cháu Kỳ à, cháu về nói ba cháu biết, bác và ba của cháu nhất định trở thành bạn tốt. Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu nghĩ cháu và David sẽ không gặp mặt thường nữa. Happy birthday. Cảm ơn. Này Kỳ à, Kỳ. Ây da, kêu cái gì, cậu đá đứt con là cá chắc. Alo, Kim Mai. Tôi là Tiểu Phu đây. Tôi đang đi chung với Lỗ Dữ. Có nhiều người Kim Mai lắm đó. Tôi biết. Tôi lập tức tới ngay. Ông chuẩn bị nhận hàng đi. Bây giờ tôi không có ở trong văn phòng, anh trực tiếp đến cửa tôi bổn đi. Chắc không có vấn đề gì chứ hả? Nếu đã ra sân đá banh thì phải tin trọng tài chứ. Được, ông chờ chúng tôi. Sao hả? Anh tin họ sẽ đưa 1 tỷ cho mình thiệt hả? Nếu như họ thật sự muốn giết tôi, vậy chứng minh họ tin tôi là thiên sứ. Chỉ cần anh ra tay sớm hơn họ thì lấy được 1 tỷ. Khi lấy được tiền rồi, nhớ chi phần nữa.